Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 81 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện thu thập thông tin cơ sở dữ liệu người lao động trên địa bàn tỉnh. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một ngân hàng dữ liệu về lao động của tỉnh, tạo cơ sở giúp các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hiệu quả giải quyết việc làm thời gian tới. Thời gian qua, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tỉnh, điều tra viên và giám sát viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thu thập thông tin của người lao động đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trên địa bàn tỉnh và đưa lên hệ thống phần mềm của tỉnh. Số lượng cập nhật năm 2023 là hơn 700.000 người. Để tiếp tục hoàn thiện dữ liệu này, hiện nay thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo, điều tra viên và giám sát viên bắt đầu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 9. Việc cập nhật của năm 2024 khác hơn so với năm 2023 khi có sự hỗ trợ của phần mềm quản lý thông tin thị trường lao động, phiên bản app trên điện thoại. Điều này đã và đang mang lại nhiều thuận lợi cho điều tra viên, giúp họ tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin so với trước đây. Đối với phần mềm thì chúng ta cài đặt trên điện thoại thì chúng ta được sử dụng được mọi lúc mọi nơi, chứ không có phải như là lúc trước là sử dụng trên máy tính. Thì chỉ làm việc cố định tại cơ quan, trụ sở cơ quan. Tuy nhiên về khó khăn là phần mềm này chúng ta cập nhật liên tục, nên đôi khi nó gián đoạn trong quá trình mình điều tra. Ví dụ như có một số trưởng khóm người ta nắm ngành thì hết thì người ta biết những cái lao động mà làm nghề gì thì khóm cũng biết và cập nhật liền tại đó. Còn ví dụ không biết thì khóm có thể là có số điện thoại, khóm điện thoại alo hỏi trực tiếp thì mình thao tác nó tại đó nó dễ hơn. Tại vì có những khi lợi nhà hộ dân thì người ta đi làm không có gặp ở nhà. Do vậy thì một số khóm ta quyển chuyển là ví dụ ta cập nhật bằng cái thông tin là liên lạc qua điện thoại rồi ta sửa trực tiếp trên cái hệ thống phần mềm đó. Việc thu thập thông tin người lao động nhằm mục đích cập nhật bổ sung tổng hợp đầy đủ chính xác thực trạng trình độ lao động, việc làm của người lao động tỉnh. Từ dữ liệu này giúp cho tỉnh có cơ sở đầy đủ thực tế, cụ thể để hoạch định chính sách, định hướng trong đào tạo nghề, sử dụng phát huy tốt nhất nguồn lực lao động của địa phương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên hàng năm của đơn vị. Dù vẫn còn không ít khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng đơn vị quyết tâm thực hiện tốt việc thu thập, chỉnh sửa, góp phần xây dựng xong cơ sở dữ liệu về quản lý lao động việc làm trên địa bàn tỉnh năm 2024. Một số người dân cũng chưa có hiểu hết được mục đích ý nghĩa của cái việc mà thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin gắn với dữ liệu dân cư. Do đó thì trong quá trình điều tra thì các điều tra viên, giám sát viên cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với người lao động. Có một số điều tra viên của chúng ta thì cũng do là sử dụng chưa có thành thạo vấn đề công nghệ thì ảnh hưởng cũng dẫn đến cái việc ảnh hưởng đến vấn đề sai sót trong các cái bước để cập nhật dữ liệu thông tin cho người lao động. Thì do cái lượng thu thập của chúng ta rất lớn cũng dẫn đến áp lực đối với điều tra viên. Để hiệu quả hơn năm 2024 thì sở cũng phối hợp với các cái sở ngành, nhất là ngành công an đã hỗ trợ rất là nhiều cho sở trong vấn đề thu thập, cập nhật thông tin dữ liệu, thì khắc phục các cái tình trạng của năm 2023 để năm 2024 sẽ đạt hiệu quả hơn. Bên cạnh việc điều tiết việc làm, hạn chế tối đa tình trạng thất nghiệp, cơ sở dữ liệu về lao động còn giúp tỉnh dễ dàng thống kê chi tiết số lao động có tay nghề, lập kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với tình hình phát triển kinh tế tại địa phương. Song song đó là định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai. Về góc độ an sinh xã hội, dữ liệu sẽ thống kê chi tiết số lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội tốt hơn.